Thưa quý vị, sau phố du lịch An Thượng, tối nay các dịch vụ vui chơi giải trí tại bãi biển đêm Mỹ An chính thức được vận hành, tạo thêm một sản phẩm du lịch mới về đêm ở biển Đà Nẵng, góp phần thu hút người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này cũng như trong dài hạn. Sau 2 năm chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19, để du lịch Đà Nẵng sớm phục hồi trong bối cảnh thích ứng an toàn, yêu cầu đặt ra là cần có sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách. Qua kiểm tra thực tế khu vực bãi biển Mỹ An ngay sau Tết Nguyên đán, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo ngành du lịch và các đơn vị liên quan bắt tay chuẩn bị và từ tháng 3 năm 2022 tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An. Cái dịch vụ này rất là lạ, tại vì ở trong Sài Gòn em không có những bãi biển như thế này. Và khi mà em được trải nghiệm thì em thấy rất là mới lạ, nói chung là rất là thoải mái. Thì chúng tôi là chuẩn bị rất là sẵn sàng, mọi thứ là sẵn sàng. Là nắm bắt được chủ trương của thành phố, thì mọi thứ đã sẵn sàng để mà đón nhận khách, một lượng khách lớn. Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khu vực tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An triển khai từ nút giao tuyến Hoàng Kế Viêm tới nút giao tuyến đường Nguyễn Văn Thoại với chiều dài 865m. Hoạt động vui chơi giải trí về đêm bao gồm các sản phẩm dịch vụ như dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát, dịch vụ massage trị liệu, chiếu phim trên bãi biển, sân khấu sự kiện ngoài trời kết hợp tổ chức hoạt động cộng đồng, các trò chơi dân gian, khu check-in trên bãi biển. Được chuẩn bị chu đáo và đầu tư khá bài bản, các dịch vụ bãi biển đêm Mỹ An đã sẵn sàng khai trương vào tối ngày 30 tháng 4. Không gian mở này nó sẽ hình thành một cái không gian để du khách có thể trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực và cũng như là trải nghiệm các dịch vụ bãi biển một cách nó toàn diện nhất. Và để đáp ứng được cái nhu cầu càng cao của du khách thì đối với cái sản phẩm mới này thì chúng tôi đã đặt cái ưu tiên hàng đầu lên, đó là cái phong cách phục vụ, chất lượng dịch vụ. Và vấn đề quan trọng không kém đó là cái việc mà đảm bảo được cái cảnh quan môi trường để một có một không gian nó đảm bảo là một bãi biển hiện đại. Kèm theo đó là cái công tác an toàn, an ninh về các cái dịch vụ cũng như là trật tự bãi biển. Đặc biệt dành tại cái khu bãi biển đêm Mỹ An này, đó là bãi tắm đêm Mỹ An. Thì nó sẽ hoạt động sau khi các bãi tắm công cộng hàng ngày kết thúc. Thì du khách nếu như mà không có cái điều kiện vì phải đi tham quan những cái tour du lịch ban ngày, có thể sử dụng cái bãi tắm đêm này như là một cái hình thức trải nghiệm mới. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các vị chúng tôi cũng rất là mong muốn là nhận được sự góp ý của du khách cũng như người dân để cái sản phẩm này nó sẽ thành một cái sản phẩm đinh trên bãi biển. Một điểm nhấn quan trọng là các hoạt động vui chơi giải trí tại khu vực biển đêm Mỹ An được kết nối với tuyến phố du lịch An Thượng, tạo nên chuỗi dịch vụ liền kề, kéo dài thời gian vui chơi giải trí về đêm cho người dân và du khách. Những sản phẩm du lịch mới đặc sắc ngay bên bờ biển được kỳ vọng sẽ giữ chân du khách ở lâu hơn với Đà Nẵng, góp phần sớm hồi phục phát triển du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19.